xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa các bạn, trong chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay, mời các bạn nghe chuyện ngắn Một Đám Cưới của nhà văn Nam Cao. dậy thì trong nhà còn tối om om đêm tháng chạp trời lâu sáng thật ra thì gà gáy đã lâu tiếng gà gáy xôn xao và óc dần còn lưỡng vượng một ý nhớ mơ hồ giống như khi người ta nhớ lại những chốn mình đã qua trong một giấc chiêm bao dần chưa tỉnh hẳn ra dần đã thấy những tiếng gà gáy rất mong manh, rất xa xôi, vẩn lên trong giấc ngủ nửa mê nửa tỉnh. Rồi thì dần tỉnh hẳn. Có lẽ do một tiếng gáy cộc lốc của anh gà trụi trong chuồng gà nhà bên cạnh. Dần nhỏ dậy. Nó sờ soạn ra khỏi cái ổ rơm rồi đi thẳng ra ngoài. Bên ngoài mịt mù xương khí lạnh sắc như dao dần dùng mình và hắt hơi mấy cái luôn. Nó thế cần phải động đậy ngay, cần phải làm ngay một việc gì cho nóng người. Đã rét mà lại còn đứng co ro thì càng tổ rét. Nó mải mốt vơ lên cái chổi để quét sân quét ngõ. Việc quét tước ấy chẳng sáng nào nó quên làm, dù sân nhà có bẩn hay không. Ấy là một thói quen cũng như cái thói quen dậy từ lúc hãy còn đêm, nếp chăm chỉ ấy nó học được mấy năm đi ở, dần đi ở từ năm chữa mười hai, khi ấy đầu nó còn để hai cái trái đào, nó mới biết cầm vững cái chổi để quét nhà và thổi một niêu cơm con con không sống không khê. Mẹ nó vốn nghèo từ trong trứng nghèo ra, nên hay liệu hay lo, thị nghĩ rằng con bình đã lớn rồi phải uốn nắn ngay đi nhà bình vườn ít ruộng không cửi vải cũng không nghĩa là công việc chẳng có gì thị nhất định cho dần đi ở để học cho quen công việc cửi vải ruộng vườn sau này độ cái thân ấy là cái lợi xa xôi nhưng lại còn cái lợi nhẫn tiền nhà đỡ một miệng ăn nếu bớt được mỗi ngày vài lẻ gạo thì ít ra các em dần cũng được no hơn. Rồi có được đồng công nào cũng là hay, mà chẳng được thì mỗi năm người ta cũng thí bỏ cho cái quần cái áo. Bố mẹ nếu chẳng được nhờ con thì cũng chẳng còn phải lo lắng gì vào thân nó. Dần đi ở, nó ở cho nhà bà tránh liễu nhằm bà tránh dệt chín mười khung cười bà thuê dần với hai con bé nữa để chúng dọn vặt và trông non ống suốt năm đầu công cả năm có một đồng với một cái áo cánh vải to một cái quần sồng một cái thắt lưng nhưng nếu chịu khó và ngoan thì bà sẽ cho hơn còn cái sự ăn bà giao hẹn cả với người ta vì tính bà rất phân minh thì bà cũng không dám nói chắc rằng đói hay no bởi vì tiếng rằng giàu nhưng nhà bà cũng cơm chia sáng mỗi người một lùm trưa ba lượt thật đầy tối củ khoai củ ráy bụng trẻ con như vậy thì có lẽ cũng không phải đói mẹ dần cho như thế đã là hậu quá bởi vì thật ra ở nhà dần dần có được ăn ba bữa thế đâu con người ta có cơm vào là có da có thịt ngay. Chẳng lâu đâu. Người mẹ nghĩ và mừng. Thị chắc chỉ vài ba tháng sau, nếu dần được một ngày rỗi rãi về chơi với các em, cả nhà sẽ ngạc nhiên thấy nó béo như con cun cút. Mà trắng, mà đẹp, mà lành lặn. Da phết của con gái lắm. Bờ ước hảo bởi vì ít lâu nay dần có về thật nhưng nó vẫn gầy như một cái que nó khóc hu hu nó đòi ở nhà với các em muốn cho ăn thế nào thì cho muốn bắt làm gì thì bắt chỉ đừng bắt nó ở cho nhà bà tránh nữa cơm nhà giàu khó nuốt ăn của họ mà không làm lợi cho họ được thì họ làm cho đến phải mửa ra mà giả họ dần chân yếu tay mềm lắm nó thả nhịn đói mà ở cửa ở nhà còn hơn. Mẹ dần nhất định không nghe. Thương con thì để bụng, nuông con thả giết con đi. Trẻ con đứa nào mà chả thích ở nhà với bố với mẹ để chẳng người nào động đến thân. Đi ở cho nhà người ta, ăn cơm của người ta, lấy công của người ta thì cố nhiên là phải làm cho đáng cơm đáng công của người ta. Làm không được người ta thiệt thì người ta xót người ta xót thì người ta phải nói nói mình nghe thì chớ không nghe thì người ta phải chửi phải đánh người ta đánh chửi cho là phúc nhà mình đấy không đánh không chửi sao có nên thân người được thị bảo dần mày có hư thì người ta mới đánh đánh thế chứ đánh nữa tao cũng không thương chút nào mày muốn sống thì về nhà bà tránh mà ở không về thì đi đâu mắc kệ tao không chứa, tao không lấy gì nuôi được mày. Dần ở cho nhà bà Tránh Liễu đúng hai năm. Nó mới về nhà từ dạo đầu riêng. Vụ mùa năm ngoái, mẹ dần đi tả mấy cơn, rồi lại không chịu kiêng khem, cứ đi làm. Mưa nắng nhiễm vào người, mà sức một người vừa mới ốm xong còn được bao nhiêu. Thị phải lại một trận kịch liệt rồi thì chết. Thành thử, nhà chỉ còn một bố là đàn ông với hai đứa trẻ con vắt gì mũi chưa được sạch. Chúng nó chưa biết làm gì cả. Bố dần cố đợi hết năm đến nói với bà Tránh Liễu xin cho con gái mình về. Dần ở nhà coi sóc các em chăm mấy xào vườn bòn bán nhặt nhạnh để cho bố đi làm. Bốn bố con liệu nhịu nuôi nhau. Nhưng ông trời hình như không muốn cho bố con dần ngóc đầu lên cuộc sống mỗi ngày một khó thêm. Gạo kém, thóc cao, ngô khoai cũng khó chuốc được mà ăn. Thậm chí đến hạt muối cũng sinh ra hiếm nốt. Mua một vài xu trắng hàng nào chịu bán. Đồng tiền thành ra rẻ quá. Công làm tuy có cao hơn nhưng chẳng thấm ở đâu. Ngày làm đã vậy, còn ngày nghỉ, có phải ngày nào cũng có người thuê đâu. Đã thế, lại còn bão lại còn lụt rồi lụt chán đến vụ chiêm lại dở trò đại hạn rồi những nhà giàu chúng không thể chôn bạc giấy nhất định để thóc mọc mầm trong nhà chứ không chịu bán gạo cứ mỗi ngày một giá không biết rồi làm gì ra tiền mà đông một đêm sau khi đã than thở với con hết quá một trống canh rồi bố dần thở dài bảo con rằng cơ cực này nếu còn ở nhà rồi đến chết đói cả lũ mà thôi. Bây giờ mà còn thế, đến tháng 2 tháng 3 này còn khổ đến đâu. Bố con mình có thân thì phải liệu dần đi. Cũng chẳng còn mấy ngày nữa mà đã Tết. Thôi thì ta cũng cố mà chịu vậy, qua riêng rồi sẽ tính. Thầy bảo con tính thế nào? Nhà mình thì chỉ có cấp làm thuê, thời vụ lại hết rồi. Qua riêng con chắc 10 ngày nghỉ chứ chưa chắc có một ngày có việc. ấy thế, Bình mới lại càng cần phải tính. Nếu có việc thì còn phải lo gì nữa. Chẳng được cơm thì cũng được cháo, miễn là không chết lạ. Nhưng không có việc, cho nên tao định lên rừng một chuyến. Eo ôi! Việc gì mà eo ôi! Bây giờ người ta đi như đi chợ. Nghe nói trên ấy làm ăn còn dễ làng ta về cánh nhà ông trương huấn đấy họ đi tất cả bằng ấy anh em mà anh nào về cũng có tiền tiền rừng bạc bể chả dễ nuốt được đâu vô phúc mà ngã nước một chuyến thì lại được ờ thì chỉ đến chết là cùng chứ gì còn hơn ngồi nhà mà chết đói thế mày bảo không liều thân đi như thế thì còn xoay sấp gì để kiếm ra tiền được nữa nào mà đúng như vậy thật Dần chẳng còn biết đáp sao được nữa Nó đành lặng lặng Câu chuyện ngắt ra vài phút Trong khi ấy cả hai đều nghĩ ngợi Dần bỗng hỏi Thế cả chúng con cũng đi à? Không, ta hãy đi một mình trước xem sao Dần vội kêu lên Chịu thôi, chúng con chả dám ở nhà đâu Đêm hôm có ba đứa trẻ xanh này nó sợ có nắm gạo hay củ giấy củ khoai cũng không giữ được mà ăn nhưng thầy nó bảo tao đã liệu chỗ ấy rồi vườn đất với các em tao sẽ nhờ chú lữ trông nom bòn ban thế nào trả đủ cho hai đứa chúng nó ăn mà không đủ thì tao đến còn đó, chắc thầy nó lại định cho nó đi ở cho nhà bà chánh liễu hay nhà nào khác đấy ừ thì cũng được dần nghĩ vậy cái thân nó nào nó có cần gì nhưng nghĩ đến cảnh nhà tan tác mà buồn rồi đây bố một nơi con một nẻo chị em mỗi đứa nhờ vả một người nó đã sắp nói một lời gì để can cha thì cha đã bảo còn mày thì tao cho người ta cưới chuyện cưới xin khiến dần thèn thẹn thành thử nó lại không tìm được câu gì để nói vẫn người bố nói thôi thì trước sau cũng một lần có rủi gắng cũng chẳng rủi gắng được bao nhiêu mắc cái người ta xin cưới mấy lần rồi tao khất mãi để cho hết tang bu mày đã nhưng người ta nhất định xin lo trước chết cái con gái người ta cũng sắp cưới rồi nhà người ta cũng neo người không cưới mày về thì ngay đứa sai vặt cũng không có. Và lại chỗ người ta với mình không lẽ thế nào? Người ta ăn ở phải thì mình cũng phải ăn ở phải. Thấy người ta nói mãi, tao cũng nể. Rồi thầy dần nói nhỏ. Mắc cái, lúc mẹ mày nằm xuống, nhà không còn một đồng xu nào, không còn vớ víu vào đâu được. Tao đã nhận của người ta hai mươi đồng bạc cưới ý người ta định đưa tiền trước thế rồi xin cưới ngay cuối năm năm ngoái tao phải khất đấy nhưng không lẽ khất lần người ta mãi người ta lại tưởng mình có ý lừa lọc gì người ta chăng hôm nọ người ta lại đến xin lần nữa họ xin đến tháng riêng nhưng từ giờ đến tháng riêng có là bao đằng nào mày cũng phải đi mà mày đi thì tao không làm thế nào vừa trông coi các em mày vừa đi làm được. Cho nên tao nhất định mang gửi chúng nó rồi lên rừng một chuyến. Kiếm ăn được tao sẽ đem chúng nó đi. Định thế nên tao bảo người ta, nếu mà nhất định lo thì tôi cho lo ngay dạo trong năm. Người ta có hỏi tao, ông đã thương trước nữa là thương cháu, sau nữa là thương tôi mà rộng cho như thế thật cũng là phúc nhà chúng tôi lắm lắm tình cảnh nhà tôi chắc ông cũng chẳng còn lạ gì vậy ông định may vá cho cháu thế nào ăn tiêu thế nào thì ông cho chúng tôi biết để chúng tôi lo tào nghĩ nát cả ruột nhưng không biết trả lời thế nào cho tiện vải giấy như vải giấy năm nay xin ít thì không biết may gì chỉ một bộ quần áo cánh vải to cũng phải non ba chục. Mà xin nhiều thì mang tiếng. Với lại, người ta lấy gì mà đưa cho mình được. Vay công vay nợ lắm vào, thì về sau lại chỉ khổ chúng mày. Tao phải bảo người ta, muốn may cho mày thế nào thì may lấy, tao không dám nhận. Bà tao bảo, ta với ta chẳng nói gì, ông cũng rõ. Cái lúc khó khăn thế này, mười nhà họa mới có một nhà có tiền mà may mặc, còn thì chỉ quần manh áo vá, đeo dây cuốn dở. Chắc ở nhà ông thì cũng thế, mà nhà tôi thì cũng vậy. May quần trùng áo dài cho cháu, bất quá chỉ mặc một ngày cưới mà thôi, rồi cũng bằng để đấy. Cảnh nhà chúng ta thì còn hội hè đình đám gì mà phải sắm quần trùng áo dài kia chứ. Vậy ông đã dạy thế thì tôi xin may cho cháu một bộ quần áo vải, quần áo cánh thôi, để cho nó mặc đi làm ấy. Còn hôm cưới, nếu cháu nó chưa có áo trùng, thì tôi xin đưa cái áo trùng của tôi cho nó mặc, cho nó qua cái ngày ấy, kẻo cháu nó là trẻ con, nó lại tuổi thân chăng. Rồi từ hôm sau mà đi lại thì cứ quần áo đụp đem ra mà mặc. Cái áo dài ấy lại cất đi. ấy nhà có một mẹ một con thì một cái áo dài là đủ chán mẹ đi đâu mẹ mặc con đi đâu con mặc việc may mặc cho cháu thế cũng là tạm tạm được còn ý ông định ăn uống thế nào xin cho biết người ta nói thế là có ý hỏi mình có cần cau rượu tiền nong gì nữa hay không tào nghĩ cũng chẳng còn nên xin thêm nữa bình cất lấy hai chục đồng bạc của người ta hơn một năm có đến năm rưỡi trời rồi. Và lại còn đang có chở bu mày, cũng nên làm vụng làm trộm miễn là xong việc thì thôi. Vậy họ đương anh em, tao nhất định chẳng bảo ai. Đằng nhà trai ấy cũng vậy. Bà ấy đã thú thật rằng phải biện năm ba cỗ thế nào. Về đằng họ nhà gái thì xin biện, chứ đằng họ nhà bái tịnh không mời người nào cả bởi việc phải lo thì lo chứ thật ra một tí gì cũng vào công nợ cả. Công nợ lắm thì về sau chỉ chết chúng mày chứ chết ai. Vì thế nên tao bảo, bà dẫu rằng vui thì vui cả triều đình, chẳng vui vui thể một mình vui chi. Đằng nhà trai bà còn không muốn bảo ai, thì đằng nhà gái bây giờ đang còn tang mẹ cháu. Tôi cũng chẳng bảo ai tất cả. Vậy bà định ngày nào cứ một mình bà với chồng nó đến, tôi cũng chỉ cho hai em nó đưa nó về. Thế cũng xong, ai cười đến hạng nhà chúng ta. Còn như cái sự tiền nong, đáng lẽ tôi chẳng nên xin thêm đồng nào nữa mới phải. Hồi mẹ cháu mất, tôi cất lấy hai chục đồng bạc của bà. Là tôi phải nghĩ. Nhưng Phương Ngôn dạy rằng, giàu bán chó khó bán con tôi cũng còn đồng công đồng nợ, tất cả độ 10 đồng. Kể cái sự bắt bà trả cả thì cũng không dám bắt. Nhưng tôi xin thêm dăm đồng nữa để trang trải những chỗ tôi vay mượn để lo cho bu cháu, hồi bu cháu mất. Như thế, cũng như là tiền của cháu, cháu bỏ ra để trả nghĩa cho bu cháu. Tôi không dám tơ hào gì vào đấy. ấy là, tao cũng nói dối bà ấy thế chứ công nợ tao cũng chưa trả vội. Tao nắm lấy giam đồng ấy để ra riêng đi lên rừng. Câu chuyện đêm hôm ấy dần đang thầm nhắc lại, trong khi đưa đẩy cái chổi cùn trên mặt cái sân con. Bởi vì hôm nay chính là ngày bà mẹ chồng sẽ đến rước dần đi. Đêm hôm qua, đợi hai đứa bé ngủ rồi, hai cha con lại thở dài thở ngắn với nhau dần khóc đến quá nửa đêm, rồi thiếp đi lúc nào chẳng biết. Sáng dậy, dần có cảm tưởng như nó mới chợp mắt đi một tí. Nó thấy người mỏi mệt. Dù vậy, nó cũng chạy ra ngoài quét thóc. Xế chiều hôm ấy, bà mẹ chồng và chồng dần mới đến. Cả hai cùng mặc quần áo cánh. Bà mẹ khoác một cái áo nâu dài đã bạc ở trên vai. Chú rể sách một chẽ cau chừng một chục quả. Vào đến nhà, y lúng túng không biết đặt đâu. Bà mẹ chồng thấy bảo dần. Trong bu mượn cái đĩa đi con. Mặt dần đã đỏ bừng. Hai đứa em nó trông thấy cười rúc rích. Nó lợi dụng câu sai của mẹ chồng để chạy tót ra trái đứng. Một lúc lâu, nó cũng không vào. Thầy nó phải đỡ lấy chỗ cao của tay bà mẹ chồng, đặt lên giường thờ mẹ nó. Rồi thầy nó nói thật to. Đi nấu nước đi con. Không thấy con gái thưa, ông phải bảo thằng con trai lớn. Chạy ra, chạy ra bảo chị đi đun ấm nước. Rồi ông thân hành đi lấy chìa vôi ra để têm chầu. Bà mẹ chồng có lời ngay. Thưa ông, ông đã có lòng thương đến cháu. Mà xét ra như thế này thì thật ông thương quá. Thương mọi nhẽ, cái gì ông cũng châm trước đi cho cả khiến chúng tôi cảm tạ cái bụng ông mà lại lấy làm xấu hổ về cái cách chúng tôi xử lắm. Giá phải bố vợ như bố vợ nhà khác, nhất nhất cái gì cũng bắt đủ lề lối, thì nhà như nhà chúng tôi lấy gì mà lo được. Ít là cháu suốt đời không có vợ. Nhưng Phúc làm sao lại gặp được ông bố vợ thương con rẻ như ông, thì có phải ông trời, ông ấy cũng còn thương nhà chúng tôi lắm lắm không? đáp lại bao nhiêu lời bóng bẩy xa xôi ấy, ông bố vợ chỉ trả lời gọn thon lọn một câu: "Vâng, mời bà cứ ngồi chơi thư thả, xây nước xây trầu đã". Rồi ông lại cất cao giọng bảo con: "Hễ được nước thì bắt lên đây con nha". Rồi ông ngồi lử thử, bởi vì ông buồn lắm, chỉ lát nữa là người ta rước dần đi. Đêm hôm nay chỉ còn mình ông với hai đứa trẻ con nhà sẽ vắng ngắt vắng ngơ chẳng khác gì ngày vợ ông mới chết đi rồi chỉ mươi bữa nửa tháng là ông đã phải bỏ nốt hai đứa con trai để ngược chao ôi buồn biết mấy ông đờ đẫn cả người ông nghĩ bụng rằng giá dần không phải về nhà người ta thì có lẽ chẳng đời nào ông phải lên rừng ông cứ ở nhà với ba con bố con đùm bọc lấy nhau bây giờ bỏ lại hai đứa bé mà đi ông thương chúng nó quá à thì ra ông phải đi nơi khác làm ăn chẳng phải vì cớ gì khác mà chỉ vì dần phải đi lấy chồng dần đi lấy chồng không ai trông coi vườn đất nhà cửa con cái cho ông nữa Ông buồn quá. Ông đáp lại những câu rất dài dòng của bà thông gia bằng những câu ngắn ngủn. Bà thông gia trái lại nhiều lời lắm. Bà vui vẻ, bà nói luôn: "Bởi tài ăn nói của người ta một đời mới có dịp dùng đến độ vài lần. Bà thì chỉ một lần thôi, bởi vì bà có mỗi một bóng con trai. Lấy vợ cho con có dễ đâu." nhất là mình lại không có nhiều tiền công việc phải qua mấy mươi nấc mấy mươi cầu chưa cưới được vợ về cho con thì còn là đi lại mỏi chân van ông lạy bà sái hàm răng công việc của bà mười phần xong đến chín phần rồi còn một tí chút nữa mà thôi tội gì mà không ngọt ngào với người ta cho yên ổn cả người ta gả con gái đã chẳng được gì thì cũng phải được lời nói mát lòng mát ruột cho hà dạ. Đến tối, đám cưới mới ra đi. Vẹn vẹn có sáu người, cả nhà gái nhà trai. Ông bố vợ đã tưởng không đi, nhưng bà mẹ chồng cố mời. Và lại, nếu ông không đi thì hai đứa bé cũng không thể đi, mà dần thì đang khóc lóc. Nếu chỉ có mình nói ra đi thì có lẽ nó no, cũng không chịu nổi. Ông đành kéo mấy cành rào lấp ngõ rồi đi vậy. Dần không chịu mặc cái áo dài của bà mẹ chồng đưa, thành thử lại chính bà khoác cái áo ấy trên vai. Dần mặc những áo vải ngày thường nghĩa là một cái quần cồng cọc sẫn và đụp những miếng vá thật to, một cái áo cánh nâu bạc phếch và cũng vá nhiều chỗ lắm. Một bên tay rách quá đã xé cụt gần đến nách nó sụt xịt khóc đi bên cạnh mẹ chồng chú rể dắt đứa em lớn của dần còn thằng bé thì ông bố cõng cả bọn đi lủi thủi trong sương lạnh và bóng tối như một gia đình sẩm lẳng lặng dắt díu nhau đi tìm chỗ ngủ đến nhà trai bà mẹ chồng mời bố dần uống nước ăn trầu rồi bà giết một con gà dọn cho ba bố con ông bột mâm cơm. Dần vừa thẹn vừa buồn không chịu ngồi ăn. Ba bố con lặng lẽ ăn. Người cha ăn có vài lượt cơm, rồi buông bát đĩa, ngồi xỉa răng, đợi cho hai đứa con ăn. Ông thúc chúng ăn nhanh lên, rồi còn về kẻo khuya. Thằng lớn và cơm phùng bồm ra, bị nghẹn mấy lần. Khi cả hai con đã thôi cơm, Ông cho chúng nó uống nước rồi đứng lên, chào bà mẹ chồng dần để ra về. Ông dắt thằng lớn và cõng thằng bé trên lưng. Dần đứng đợi cha ở ngoài sân. Nó vẫn còn dụi mắt. Người cha ái ngại đứng lại nhìn con một thoáng rồi âu yếm bảo. Thôi, thầy cho em về nhá. Dần khóc nấc lên. Hai đứa em không còn chế nhạo nữa. Thằng lớn trực khóc thằng bé ngây mặt ra vì không hiểu sao cả người cha mắng yêu con mẹ chúng mày bà mẹ chồng thấy dần khóc quá chạy ra bố dần vội bước đi dần chạy theo cha nức nở thầy thầy mẹ mày nín đi cho thầy về thầy ơi thầy đừng đi lên rừng thầy nhá người cha thấy lòng thổn thức và đáp liền ừ thì thôi mẹ mày